chán quá nhỉ, không biết chơi cái gì bây giờ. Bắn CS mấy ngày này rồi, chả nhẽ lại bắn tiếp. Alo. Alo, chơi game không? Bọn em đang chơi rồi thế à? Đồ họa đẹp lắm anh, chơi không? Nhưng mà máy tao dạo này yếu lắm, giờ sợ không chơi được ấy. Thế à? Thế thôi, để khi khác nhá. Em chơi game này đang cuốn. Thôi được, thì em tao gọi bắp gì xem nào. Alo bắp à? Xét không em ơi? Anh ơi, em đang chơi COD, bắn sướng lắm anh ạ. Chuyển sang chơi COD thử đi. Mà con đến nặng lắm, máy tao không chơi được. Thôi, để khi khác nhá nhá. Thôi, lại bắn CS tiếp vậy. Ui, ui sổi ôi, chết. Chán thế nhỉ, máy móc thế này thì chơi thế nào được game. Mày đi làm à? Chắc gì này? Sao mày lại chơi game không giờ làm này? Hả? Anh điên là 12 giờ nghỉ trưa của em. Ui, sao máy FPS cao thế? 400 này, hơn cả 400 luôn này. Sao thế? Máy i9 rồi. Thế à? Dạo này máy nhà tao toàn tụt FPS, bắn toàn 180-200. Mày đổ chạy FPS. Máy FPS thấp mà, bắn không gánh tim. Đợt đầu mày không thấy tao bắn toàn 30 mấy mạng. Dạo này không phải phong độ kém đâu, dạo này là FPS nó thấp đấy, em thế đấy. Ê, anh thay chip đi. Con này là chip gì đây? Con này là i9. Đấy, ôi này, dám ba chip đổi luôn. Đâu? Người ta phục vụ công việc mà. Đấy, quét thoải mái em nhá. Ủa. Nhưng mà nhớ nhá, mua là phải không được tụt FPS như con ở nhà tao cơ. Chứ bây giờ mà tụt là bố bắt đền đấy. Rồi, yên tâm. Giờ stream rồi mà vẫn chưa thấy máy móc đâu cả. Này muộn bố buổi stream của tôi. Mày tỏ lâu la quá. Đây rồi. Đây nha, máy đây nhá. Nặng quá. Đây nhá, con này đảm bảo chơi là ngon nhá. Con này là chip i9 10900K nhá. Rồi, biết rồi. Biết thật không? Biết thật rồi, hôm qua vừa tìm hiểu trên mạng xong. Ấy giả như nào? Có phải con này là 10 x 20 luồng, 5,3GHz không? Ôi kinh ấy nhỉ. Nhớ là DDR4, hỗ trợ bus RAM 2933MHz. Rất là phù hợp để chơi game, và đặc biệt là cái con này là nghe nói là có thể stream rất là tốt trên nhiều nền tảng khác nhau. Đấy là tao xem trên mạng quảng cáo thế, ngoài đời ta chịu. Xin chào các bạn, mình là Bomman và mình đến từ 500 Bros. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái case rất mạnh. Và trên màn hình của chúng ta thì các bạn thấy rằng bên trái này, đây là phần main boss, một cái main Z490 đến từ Aorus Ultra. Đây là tên của con main này, được thiết kế có thể nói là khá là đẹp. Và đặc biệt cái con main này thì nó sẽ tối ưu sức mạnh cho cái con CPU Core i9 10900K, con CPU mới ra của Intel. Z490 Aorus Ultra với hệ thống 12 phây cấp nguồn, đi kèm với dàn Hessin tản nhiệt hầm hố, đáp ứng rất tốt cho tất cả các linh kiện khác gắn kèm như VGA RTX 2070 Super Aorus. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một chiếc màn hình mới của Gigabyte. Chiếc màn hình siêu cong của Gigabyte, màn hình 27 inch, độ phân giải 2K và có tần số quét là 165Hz, một dòng sản phẩm rất là mới đến từ Gigabyte. Màn hình 27 inch siêu cong 1500R, độ phân giải 2K, tần số quét 165Hz. Và có một cái đỉnh hơn nữa, đó là con màn này tích hợp FreeSync, G-Sync và HDR, phù hợp cho nhiều mục đích như xem phim, làm việc, học tập và chơi game với màu sắc trung thật, sống động và giá cả vô cùng hợp lý. Như vậy là chúng ta đã kết thúc phần tìm hiểu về cái cây Aorus này. Và bây giờ thì... Dậy! Chuẩn bị setup stream đi, sắp đến giờ rồi. Xong rồi à?
Nhanh. FPS của máy này rất là cao. Bởi vì cái cấu hình như này thì rõ ràng là FPS nó cao là chuyện bình thường rồi. Và để chơi CS:GO thì rất mượt mà. Đây, tôi đang bắn bot và mọi thứ nó khá là dễ chịu. Mặc dù là một chiếc màn hình cong, tuy nhiên thì chơi CS:GO rất là mượt. Đây là một chiếc màn hình 165Hz. Nó rất là tốt, giống như những cái dòng màn hình FPS mà mình hay thường dùng ở nhà. Như các bạn đã thấy rằng đây là một tựa game khá là nặng, cấu hình cao và chúng ta đang chơi ở một mức độ rất là mượt mà với cái cấu hình máy như thế này. Hiện tại mình đang ở trong server training và đang có rất nhiều người đứng ở cùng khu vực. Tuy nhiên thì mọi thứ vẫn đang di chuyển cách rất là nhẹ nhàng và các bạn có thể nhìn thấy đối phương một cách dễ dàng, không bị giật lag gì cả. Và hiện tại thì mình đang để chế độ tất cả setting của mình là ở chế độ Ultra. Đây các bạn thấy. Láo này. Đây là một tựa game mới ra với đồ họa rất là đẹp và được bắn với một tốc độ rất là cao. Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng là chiếc máy này thì vẫn chạy một cách mượt mà, cực kỳ sướng luôn. Rất phù hợp để chơi với những cái tựa game mới ra mắt như thế này. Tựa game Call of Duty Warzone. Đấy, các bạn thấy rằng tôi đang di chuyển đây. Mọi thứ hình ảnh rất là sắc nét và rất dễ để có thể hạ gục đối thủ. Đây, em tìm được một thằng rồi. Đây là một bộ máy có cấu hình cực kỳ cao, rất phù hợp để chơi với tất cả các tựa game hiện tại. Tuy nhiên thì đặc biệt nó cực kỳ phù hợp với cả các tựa game FPS đang nổi tiếng hiện nay trên mạng. Ngoài ra thì các bạn còn có thể sử dụng bộ máy này để có thể vừa livestream vừa chơi game một cách dễ dàng mà không lo bị tụt FPS. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy đây là cái màn hình G27QC. Một chiếc màn hình có tần số quét 165Hz và có màu sắc rất là đẹp mắt. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc màn hình này với những mục đích bên ngoài như kiểu là xem phim hoặc có thể nghe nhạc cũng được. Chip Core i9-10900K và bo mạch Z490 Aorus Ultra, sự lựa chọn số 1 dành cho game thủ.